Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng, dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, xóm Hà, Làng Mai, trong khóa An Cư Kết Đông. Hôm nay chúng ta học kinh Di Lặc Nạn Kinh, kinh Xa Lìa Sắc Dục. Kinh này là kinh thứ 7 trong Nghĩa Túc Kinh, thuộc về Đại Tạng Tăng Tu, kinh thứ 198. Và kinh này tương đương với kinh Tissametaya Sutta của Tiểu Bộ Tạng Pali. Kinh này dịch từ Hán Tạng, một bản dịch được thực hiện vào nửa đầu của thế kỷ thứ 3. Và người dịch là cư sĩ Chi Khiêm. Có nhiều lý do để mình tin rằng cái bản dịch này được thực hiện ở tại chùa Kiến Sơ, do thầy Tăng Hội thiết lập ở tại Kiến Nghiệp, Nam Kinh. Cái này có 10 bài kệ. Và trong cái bảng tiếng Pali nó cũng có 10 bài kệ. Khi mà chúng ta so sánh hai kinh thì chúng ta thấy có những điểm đồng và những điểm khác. Nhưng mà những điểm đồng nhiều hơn là những điểm khác. Chúng ta biết là đây là một trong những cái kinh xưa nhất được truyền lại dưới hình thức của thi kệ. Và trong năm sáu tâm năm đầu thì những cái kinh này được truyền lại bằng miệng, chưa chép tay, và nhờ các thầy học thuộc lòng và các thầy truyền miệng lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho nên bây giờ chúng ta mới có được kinh này. Kinh này chỉ được chép lại sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt khoảng chừng 400-500 năm. Trong trường hợp Tích Lan á, thì khoảng 100 năm trước khi Chúa Kitô giáng sinh, thì lúc đó kinh mới được bắt đầu viết xuống lá kè. Trước đó thì hoàn toàn là truyền khẩu. Nghe nói hồi đó chỉ còn có một thầy thôi là thuộc hết tam tạng kinh điển. Còn các thầy khác thì tuy là thuộc nhưng mà không thuộc hết. Vậy cho nên người ta thấy có cái nguy cơ là nếu mình không có chép xuống thì có thể rơi rụng. Cho nên mới yêu cầu thầy đó ngồi xuống và thầy tụng để cho mình chép hết vào lá bối. Và cái chuyện đó nó xảy ra chỉ 100 năm trước Thiên Chúa giáng sinh thôi. Thì đó là Phật giáo miền Nam. Chúng ta biết Phật giáo của Tích Lan á, được hai người con của vua A Dục đem tới. Người con trai là Mahinda xuất gia, và người con gái cùng đi với anh và đem tam tạng kinh điển trong đầu của mình. Trong khi đó thì các kinh này nó tồn tại ở miền Bắc, Ấn Độ. Và cái bản dịch của chúng ta đây đang học hôm nay bằng tiếng Việt là dịch từ Hán Tạng. Và hôm nay chúng ta có cơ duyên so sánh cái bản này với cái bản Pali của Phật giáo Nam Phương, rất là hay. Có một người trẻ tuổi tên là Metaya đặt một câu hỏi cho Đức Thế Tôn về vấn đề ái dục. Và Đức Thế Tôn đã trả lời câu hỏi đó bằng 8 bài kệ. Ừ.
Người xuất gia trẻ này tên là Tissa Metaya. Mình dịch tiếng Hán là Đế Tu Di Lặc. Đế Tu Di Lặc. Vốn trước đó là đệ tử của một thầy Bà La Môn, một đạo sĩ Bà La Môn. Nhưng mà sau khi gặp Đức Thế Tôn rồi thì cả thầy trò đều quy y và trở thành ra đệ tử của Bụt. Vì đạo sĩ Bà La Môn đó tên là Bhavari. Vì đạo sĩ Bà La Môn này gần 120 tuổi và rất là am tường bốn kinh Vệ Đà, các kinh Vệ Đà. Và tất cả những cái nghi lễ, những cái giáo thuyết, những cái phù chú của truyền thống Vệ Đà là nắm rất là vững. Và vì vậy cho nên cũng có nhiều đệ tử. Thì có một hôm đó ở miền Nam, ông ta đi hành đạo tới một cái thành phố đó, giảng thuyết rất là hay. Và vì vậy cho nên dân chúng tới rất là đông. Và sau khi nghe giảng thuyết rồi thì người ta cúng dường rất nhiều. Cúng dường biết bao nhiêu là phẩm vật, trong đó có tiền bạc nữa. Và khi mà thấy người ta cúng dường như vậy rồi thì đạo sĩ Bhavari này mới nghĩ tới cái chuyện mình nên tổ chức một cái lễ chẳng tế để phân phát tất cả những cái phẩm vật mà mình tiếp nhận cúng dường cho người nghèo. Vì vậy cho nên tổ chức một cái chẳng tế rất là lớn. Và cái lễ chẳng tế đó được rất đông người tham dự. Có những người nghèo và cũng có những người giàu tới được cúng dường. Và trong cái lễ chẳng tế đó thì đạo sĩ Bhavari cũng có thuyết pháp, cũng có hành lễ theo cái truyền thống Vệ Đà. Và cái ngày lễ đó chấm dứt thì tất cả những cái tặng phẩm mà người ta cúng dường trước đó bao nhiêu ngày đó đều được phân phát hết, không còn cái gì hết. Thì sau khi cái lễ chánh tế hoàn mãn thì vị đạo sĩ này ngồi trong cái thất của mình thở và rất là làm hoan hỷ. Thì lúc đó có một vị đạo sĩ khác từ phương xa tới thăm đầy cát bụi. Và vị đạo sĩ đó được tiếp đón cho tắm gọi cho uống nước, rồi vị đạo sĩ đó xin 500 đồng. Tôi nghe nói đạo sĩ vừa mới tổ chức một cái lễ cúng dường, một cái đàn chẳng tế rất là lớn, thì chắc là đạo sĩ có nhiều tiền lắm. Vậy thì xin ông cho tôi 500 đồng, tôi rất là cần số tiền đó. Thì đạo sĩ Bhavari nói, hiện bây giờ tôi không còn một xu hết. Nào hết tất cả những cái tiền bạc, những cái phẩm vật cúng dường tôi đã sử dụng trong cái hội vô già đó và tôi đã cúng dường hết rồi, thành bây giờ tôi không có một đồng nào hết. Và cái ông kia rất là giận. Ông nói, ông là người xấu. Tôi sẽ đọc một câu thần chú để cho cái đầu của ông nó sẽ bể làm 7 miếng. Để đáp lại cái sự keo kiệt của ông. Ông cúng dường cho rất nhiều người mà đến khi phiên tôi thì ông không cho tôi một đồng nào hết. Và ông đọc lên một cái câu thần chú. Và đọc xong rồi ông đi. Thì đạo sĩ Bhavari này á, vốn trước đó cũng có tin vào phù chú và nghi lễ, cho nên cũng hơi ngán. Và vì vậy cho nên ngủ không yên, ăn không yên, ngồi không yên và nghĩ rằng cái phù chú của ông này có thể có kết quả và cái đầu của mình có thể mai mốt nó sẽ bể ra 7 miếng và ông ta không
không có phương pháp để có thể đối trị lại được với cái sự sợ hãi đó. Ăn không yên, ngồi không yên, ngủ không yên, ngồi thiền không yên trong vòng mấy ngày. Tại vì chính mình cũng tin vào những cái phù phép đó. Và vì vậy cho nên khi người khác làm phù phép đối với mình cũng sợ. Những cái giới cấm, những cái nghi lễ của Vệ Đà nó rất là nhiều. Thì trong đêm khuya có một vị thiên giả hiện ra. Và vị thiên giả nói rằng, đạo sĩ, tại sao ông đau khổ như vậy? Cái người kia, cái anh chàng kia chắc cũng có biết gì nhiều về cái chuyện đầu, cái đầu và cái bể, làm cho bể đầu. Đôi khi nó dọa vậy thôi. Tại sao mà phải mất ăn, mất ngủ về những cái chuyện đó? Thì đạo sĩ Bhavari mới nói, nhưng mà có thể là nó biết cái cách trả thù. Nó đọc một cái câu ếm, câu chú để cho mình bế cái đầu của mình ra. Vì vậy cho nên tôi rất là lo sợ. Thì vị thiên giả nói, có một người có thể giúp ông được. Có thể cắt nghĩa cho ông thế nào là cái đầu và thế nào là làm cho cái đầu nó bể ra làm 7 miếng. Và cái người đó đang ở một cái rừng tre ở gần thành Vương Xá. Đó là một vị thái tử, con vua, đã từng xuất gia, đã từng tu học, đã thành đạo. Nếu mà ngài tới tham vấn cái vị đó thì vị đó sẽ cắt nghĩa cho ngài thế nào là một cái đầu và thế nào là cái đầu nó bể ra. Và lúc đó thì ngài sẽ hết sợ. Thì sau khi được vị thiên giả đó khai thị như vậy thì đạo sĩ Ba La Môn Bhavari rất là hạnh phúc. Và ông ta đi gọi những cái vị đệ tử của mình cùng đi theo để làm một chuyến du hành đi lên miền Bắc, gặp đạo sĩ Gotama. Nghe nói tu hành 6 năm khổ hạnh đắc đạo và đang hoằng hóa ở tại cái miền Vương Xá. Thì có tất cả 16 người đệ tử đi theo đạo sĩ Bhavari. Và trong đó có một người tên là Tissa Metaya, tức là Đế Tu Di Lặc. Vì này cũng đã xuất gia rồi trong cái truyền thống của Bà La Môn và cũng đã làm giáo thọ rồi, một vị giáo thọ trẻ. Cả 16 người đó đều là người trẻ hết và cùng đi với thầy của mình, hy vọng được gặp Gotama Sakya. Và họ trèo non lặn suối bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới tới được thành Vương Xá và tới được vườn tre và thấy Đức Thế Tôn đang ngồi, xung quanh có các thầy ngồi rất là im lặng. Thì cái câu hỏi mà họ thao thức muốn hỏi nhất á là cái chuyện đọc một câu thần chú để cho người ta bế cái đầu nó có thiệt hay không? Và nên đối xử với cái sự sợ hãi đó như thế nào? Câu hỏi đó được Đức Thế Tôn trả lời như thế nào? Thế này, cái đầu á, nó tượng trưng cho cái khối si mê. Cái khối si mê rất là lớn. Cái khối gọi là vô minh, non-understanding, no wisdom. Và muốn làm cho cái đầu đó nó bể ra, làm cho cái khối si mê đó nó bể ra, không phải dễ đâu. Phải có 5 cái năng lượng, phải có 5 cái loại năng lượng mới có thể làm cho cái đầu nó bể ra được. Mà cái đầu đó có bể ra rồi thì mình mới có hạnh phúc. Nó là khối u mê của mỗi người. Còn 5 loại năng lượng đó là tín,
tấn niệm định và tuệ. Thì nếu các vị không có tu tập, không có chế tác năm cái loại năng lượng đó thì không thể nào làm bể cái đầu của mình ra được. Đừng có nói làm bể đầu người khác. Thế nên câu trả lời rất là làm cho người ta ngạc nhiên. Cái đầu là gì? Cái đầu là khối si mê của anh đó. Và cái khả năng làm cho bể cái khối si mê đó là năm cái loại năng lượng là tín, tấn, niệm, định và tuệ. Và anh phải tu tập như thế nào để có năm cái loại năng lượng đó thì mới làm bể cái đầu. Còn nếu cái đầu si mê còn đó thì anh vẫn còn lo sợ, vẫn còn buồn đau. Và sau khi giải được cái câu hỏi đó rồi, đạo sĩ Bhavari rất là hạnh phúc. Và 15, 16 người đệ tử đó, người nào cũng có cơ hội hỏi Đức Thế Tôn một vài câu. Người nào cũng trẻ, người nào cũng là vị giáo thọ trẻ rồi, nhưng mà rất là hạnh phúc được gặp một vị đạo sư lớn như là Đại Mâu Ni Thích Ca. Thì Đế Tu Di Lặc á, là một vị giáo thọ trẻ, ngày xưa tu theo một giáo phái khác dưới quyền chỉ đạo của đạo sư Bà La Môn Bhavari, nhưng mà sau đó rất là cảm phục Đức Thế Tôn, vì vậy cho nên đã quy y và đã xuất gia theo Đức Thế Tôn và trở thành là một trong những người học trò giỏi của Đức Thế Tôn. Và Đế Tu Di Lặc đã có cơ hội hỏi được Đức Thế Tôn hai lần, đây là lần đầu. Và cái vị giáo thọ này cũng chắc chắn cũng còn trẻ lắm, chắc cũng bằng thầy Pháp Hữu là hay là sư cô Mẫn Nghiêm chứ không có lớn hơn đâu. Thì bằng thầy Pháp Chiếu, thầy Pháp Hữu, sư cô Mẫn Nghiêm, sư cô Mật Nghiêm, các vị giáo thọ trẻ như vậy đó. Và đây là câu hỏi nó liên hệ tới vấn đề ái nhục. Bạch Đức Thế Tôn vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của bao nhiêu si mê lỗi lầm. Những cái này ngăn không cho mình tiếp tục đi tới trên con đường đạo rộng thanh thản. Biết như vậy, người trẻ biết như vậy. Vậy xin Đức Thế Tôn giáo giới cho chúng con, để chúng con có thể hành trì và lìa xa được mọi hệ lụy gây nên do sắc dục. Đó là câu hỏi. Và Đức Thế Tôn đã trả lời rất là hay, rất là cụ thể. Và kinh này tất cả những người xuất gia trẻ đều phải nên học thuộc lòng. Dâm dục trước nữ hình. Cái chữ nữ này á, mình phải hiểu là cái đối tượng của sự mê đắm. Đối với người nam thì đó là nữ, đối với người nữ thì đó là nam. Và đối với người đồng tính thì người kia cũng là nam hay là cũng là người nữ. Thành ra chữ nữ này nó có nghĩa nó cũng có thể có nghĩa là nam, nó cũng có thể nghĩa là đồng tính, nó có thể là gay, nó có thể là lesbian. Mà hãy vướng vào một cái là mình không còn cơ hội để đi tới. Đại đạo là con đường lớn. Dâm dục trước nữ hình, đại đạo giải si căn. Si căn tức là những cái gốc rễ của sự si mê.
vướng mắc vào ái dục. Đó là nguồn gốc, đó là gốc rễ của bao nhiêu lỗi lầm. Những cái này ngăn cản không cho mình tiếp tục đi tới trên con đường đạo rộng thênh thang, đại đạo dài. Si căn. Nguyện thọ tôn sở giới, đắc giáo hành viễn ác. Xin Đức Thế Tôn giáo giới cho chúng con. Xin chúng con xin được tiếp nhận những lời giáo giới của Đức Thế Tôn để chúng con có thể thực tập mà xa lìa được những cái hệ lụy do ái dục gây ra, đắc giáo hành viễn ác. Chữ ác này mình dịch là hệ lụy, mình có thể dịch là xấu ác, nhưng mà trong cái văn bạch này là hệ lụy. Mình biết rằng khi mà một người tu mà vướng vào cái vòng ái dục rồi á, thì không có làm ăn gì được nữa. Học cũng vô mà tu cũng không xong. Và vì vậy cho nên đối với người trẻ, vấn đề này là một vấn đề lớn. Cho nên Thầy Metaya, Tisa Metaya đã đại diện cho tất cả các thầy, các sư cô trẻ để hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi đó. Nên biết Metaya sau này được coi là người sẽ thành Phật tương lai. Đó là Đức Phật tương lai của chúng ta. Đức Phật sắp tới của chúng ta là sẽ có tên là Metaya, tức là Maitreya. Metaya có nghĩa là tình thương, nhưng mà tình thương này nó không phải, nó không có dính gì tới cái chuyện sắc dục hết. Thành ra Metaya là một thầy rất là trẻ, đại diện cho các thầy, các sư cô trẻ để hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề năng lượng tình dục. Xin Đức Thế Tôn dạy như thế nào để mình đừng có vướng vào năng lượng tình dục. Không phải là vướng mắc vào một người khác phái mà thôi, có thể vướng mắc vào người cùng phái. Thì câu hỏi rất là rõ ràng và cái văn rất là mới. Bạch Đức Thế Tôn, vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của không biết bao nhiêu là si mê lỗi lầm. Những cái này ngăn cản không cho chúng con tiếp tục đi tới được trên con đường đạo rộng thênh thang, đại đạo, dịch là con đường đạo rộng thênh thang. Xin Đức Thế Tôn giáo giới cho chúng con để chúng con có thể hành trì và lìa xa được mọi hệ lụy gây nên do sắc dục. Hỏi như vậy là khá rõ. Nhưng mà Metaya còn tiếp tục nữa. Đây là bài kệ thứ hai. Khi tâm ý đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục. Khi mà tâm ý của mình đã bị ám ảnh bởi một hình bóng của ái dục, tức là đã có nội kết êm ái rồi đó. Thì chúng con thường quên mất lời truyền dạy của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rất là hay. Nhưng mà khi mà con vướng vào trường đó, con cứ nghĩ tới cái đối tượng đó và con quên mất những cái lời truyền dạy của Đức Thế Tôn. Chúng con đánh mất con đường chánh mà chúng con muốn đi. Ngay cả những lúc chúng con đang còn ngủ nghỉ. Khi mình ngủ, mình nghĩ, mình cũng nghĩ tới chừng đó. Mình không nghĩ tới chánh pháp, mình không nghĩ tới những lời dạy của Đức Thế Tôn, mà mình cứ nghĩ tới tơ tưởng, tới cái hình bóng đối tượng của ái dục. Chúng con đánh mất con đường chánh mà chúng con muốn đi, ngay cả những lúc còn ngủ nghỉ. Và chúng con cũng quên mất thứ từ trước sau của công phu hành trì của chúng con. Và chúng ta nên so sánh cái bản dịch từ chữ Hán này với là cái bản dịch từ tiếng Pali. Ý trước dâm nữ hình, vong tôn sở giáo lệnh. Khi mà vướng mắc vào cái hình bóng của ái dục rồi thì mình quên đi những cái lời giáo, những lệnh truyền, những giáo lệnh
của Đức Thế Tôn. Văn tôn sở giáo lệnh. Tôn này tức là Đức Thế Tôn. Văn này là văn rất là xưa. Văn của thế kỷ thứ 3. Đầu thế kỷ thứ 3. Và quý vị nên biết là bốn bộ kinh A-Hàm đó, chỉ mới dịch, bắt đầu được dịch từ thế kỷ thứ 4, thứ 5 thôi. Kinh văn này rất là xưa. Văn tôn sở giáo lệnh. Văn tức là quên mất. Tôn là Đức Thế Tôn. Sở giáo là dạy dỗ. Chúng con quên mất những cái lời giáo giới, những cái lời dặn dò mà Đức Thế Tôn đã dạy. Văn chánh trí thùy hòa, cũng quên luôn ngay cả những cái lúc mà chúng con nằm ngủ nghỉ trong giấc mơ, nó cũng hiện ra. Trong giấc mơ nó cũng hiện ra, và cái đối tượng của ái dục nó cũng hiện ra trong giấc mơ của mình. Thì hành thất thứ đệ, và trong cái khi hành trì thì mình quên mất luôn là trước là phải có cái gì, sau là phải có cái gì. Thứ đệ, thứ tự của sự hành trì, quên mất cái thứ tự niệm định tuệ, giới định tuệ. Thì đây là câu hỏi của một người tu trẻ, một người xuất gia trẻ có kinh nghiệm, chắc đã có kinh nghiệm sơ sơ về chừng đó. Thấy khi mình vướng vào ái dục rồi thì thấy rằng mình đánh mất rất là nhiều năng lượng. Mình quên lời dạy Đức Thế Tôn. Và mình không có biết cái thứ tự của sự hành trì nữa. Ý trước dâm nữ hình, văn tôn sở giáo lệnh, văn chánh trí thùy hòa, thì hành thất thứ đề. Khi mà đã vương vấn một hình ảnh của ái dục rồi thì chúng con dễ quên đi những cái lời dạy và những cái lời căn dặn của Đức Thế Tôn. Chúng con quên đi ngay chính trong khi còn ngủ nghỉ cũng vậy. Và vì vậy cho nên trong sự hành trì chúng con không còn nhớ được cái thứ tự hành trì để mà hành trì. Thành câu hỏi nó rất là thực dụng. Đây là lời của Đức Thế Tôn. Người xuất gia là người đi một mình với cái tâm ban đầu là khám phá cho ra được chân đế, tức là sự thật tuyệt đối. Nhưng sau đó một thời gian có thể đi ngược lại với lý tưởng của mình một khi bị vướng vào ái dục. Ban đầu thì cái tâm của mình rất là đẹp, rất là hùng tráng. Cái tâm ban đầu, the beginner's mind. Nhưng mà cái tâm đó có thể bị soi mòn. Mình có thể đi lạc đường nếu mình để một hình ảnh ái dục nó len, nó đi vào trong. Nhưng sau đó một thời gian có thể đi ngược lại với lý tưởng của mình một khi bị vướng vào ái dục. Cũng như cỗ xe kia không còn chịu đi trên con đường thẳng nữa mà bắt đầu lăn xuống hố, người xuất gia không còn khả năng phân biệt được chánh và tà. Và khi các huynh đệ tới nói, này sao bê bối vậy, thì không có nghe nữa. Tôi có làm gì sai đâu, tôi đâu có vướng mắc đâu, tôi mà vướng mắc hả? Thì đương sự không bao giờ chấp nhận là mình vướng mắc hết, rất là cứng đầu. Bốn, độc hành cầu đế. Cái lúc ban đầu, bốn tức là lúc ban đầu, cái gốc rễ, cái thuở ban đầu, mình độc hành tức là mình đi một mình. Đi xuất gia tức là phải sống một mình. Đó là kinh người biết sống một mình. Độc hành là đi một mình. Đức Thế Tôn cũng vậy. Chứ không phải là đi hai mình, đi một mình. Bốn, độc hành. Cầu đế, cầu tức là đi tìm cầu chân lý. Đế tức là sự thật. Người tu là người đi tìm sự thật. Tìm chân lý. Đế là chân đế.
cái bạn đường của mình á, là đi một mình để đi tìm cầu cái sự thật. Hầu phản trước sắc loạn, nhưng mà sau đó mình phản lại cái lý tưởng đó, là tại mình bị dính vào cái ái dục sắc loạn, tức là sắc dục nó gây ra những cái lộn xộn, nó gây ra những cái khó khăn, những cái hệ lụy. Trước tức là vướng vào, phản tức là đi ngược lại con đường của mình đi. Ban đầu tại sao nó đẹp vậy, ban đầu sao nó nhất tâm vậy, mà khi mà vướng vào cái là không có chịu đi thẳng nữa, đi sang một bên rồi đi xuống hố luôn, rồi các bạn kéo lên cũng không chịu chịu lên nữa, bỏ chúng mà đi. Tại vì chúng nhắc nhở thấy khó chịu, bỏ chúng mà đi. Giống như là cái chiếc xe trâu mò, nó không còn đi trên con đường thẳng nữa. Bất tồn xả chánh tà là không còn biết phân biệt cái nào là đúng, cái nào là sai. Các huynh đệ nhắc nhở cho mình nhất định không nghe, tại vì mình đã cứng đầu rồi. Mình nói tôi biết là tôi đang làm cái gì, anh đừng có xía vô. Trong trường hợp dị tính hay trong trường hợp đồng tính cũng đều như vậy hết. Một sư chú với một sư chú, một sư cô với một sư cô, một sư chú với một sư cô cũng giống hệt như nhau. Khi mà vướng vào thì trở thành ra ngoan cố và nhất định không có nghe lời chỉ giáo của huynh đệ. Và có cảm tưởng rằng mấy người này làm cho mình bực quá, thôi mình rủ nhau đi ra ở ngoài riêng cho khỏe. Như là một chiếc xe trâu, nó đánh mất con đường chánh, nó không có giữ được cái hướng đi, và nó không còn phân biệt được thế nào là đúng, thế nào là sai, không biết là chánh là tà. Thì Đức Thế Tôn trả lời như vậy là Ngài cũng đã có kinh nghiệm về một số đệ tử của Ngài rồi, nó cứng đầu quá. Từ thầy cho đến huynh đệ, cho đến các vị cư sĩ tới, người nào cũng thích mình hết. Tại cái tâm ban đầu mình quá đẹp, cái hành trì của mình quá hay. Nhưng bây giờ tại sao mình còn được cái đó? Là tại mình vướng. Ngày xưa vị ấy đã từng được tôn kính, yêu thương vì cái giá trị đạo đức của mình. Nhưng bây giờ vị ấy đã đánh mất cái tốt đẹp đó. Thấy được sự thật này, ta phải quyết tâm tu tập, quyết tâm xa lìa con đường ái dục. Cái tôn giảng dạy như vậy, nghĩa là Ngài nói rằng look at his case, look at her case, tức là các con hãy nghĩ tới cái trường hợp của sư chú đó, của cái thầy đó. Các con hãy nghĩ tới cái trường hợp của cái sư cô đó. Lúc ban đầu thì được chúng rất là thương, mọi người rất là nể. Nhưng mà từ cái ngày mà vướng vào thì không có ai thương nể nữa cả. Cứng đầu quá, nói không có nghe. Và đánh mất cái rất là quý giá mà ngày xưa mình có. Cho nên thấy như vậy, mình đừng có bắt chước, mình đừng có đi theo con đường đó. Ngày xưa vị ấy đã từng được tôn kính vì giá trị đạo đức của mình, nhưng bây giờ vị ấy đã đánh mất cái tốt đẹp đó. Thấy được sự thật này, ta phải quyết tâm tu tập, quyết tâm xa lìa con đường ái dục. Tòa trị kiến tôn kính. Chữ trị này tức là cái giá trị. Ngày xưa mình enjoy cái sự tôn kính, cái sự thương yêu. Tòa ở đây tức là mình trú, mình cư trú, mình có mặt. Mình có một cái giá trị nào đó. Mình được tôn kính, mình được thương yêu. Thấy được cái sự kính trọng, thương yêu của người khác.
thực hành vong thiền danh. Hiện bây giờ đây đánh mất cái đó và đánh mất cái tốt đẹp đó. Kiến thì để kế học, thấy được cái chuyện đó, thấy được sự thứ đó thì phải tìm cách mà tu học, mà hành trì. Sở dâm viễn xã ly, và phải tìm cách lìa bỏ con đường vướng mắc vào ái dục. Chữ viễn là xa lìa. Cái chữ gia này á, là chép lộn, nó phải là chữ tà. Chánh tà hay là chánh gia, không phải là sư cô chép lộn đâu, mà trong kinh in lộn, chép lộn chữ gia đó, phải sửa lại là chữ tà. Chúng ta học thêm một bài nữa, bài kệ thứ 5. Ta hãy nên quán chiếu về cái lợi và cái hại, phải thấy được một khi đã vướng vào sắc dục thì ta sẽ đi về đâu. Phải lắng nghe những lời dạy tuệ giác liên hệ tới vấn đề này để mà đề cao cảnh giác. Phải thực tập chánh tư duy để thấy được những thống khổ và những hổ thẹn mà cái sắc dục có thể đem lại cho ta. Chúng ta phải suy nghĩ thả tư sắc thiện ác. Chúng ta phải quán chiếu, phải suy nghĩ về cái lợi và cái hại của sắc dục. Sắc thiện ác, sắc thiện ác, sắc là sắc dục, thiện ác là cái lợi và cái hại của sắc dục. Chúng ta hãy quán chiếu về cái lợi và cái hại của sắc dục. Và khi mà đã phạm vào, đã vướng mắc vào rồi, thì cái sắc dục đó sẽ đưa ta đi về đâu? Dĩ phạm đương hà trị. Khi mà vướng vào thì mình sẽ đi về đường nào? Phải thấy trước. Mà mình đã thấy có một người như vậy rồi, bên phía kia mình cũng thấy có một người như vậy rồi. Ngày xưa sống với tăng thân rất là hạnh phúc, rất là được thương yêu. Bây giờ tự nhiên mất tăng thân, bơ vào một mình. Đi lơ thơ, đi thắng thơ một mình, mất đánh mất tăng thân. Thì đã có cái ví dụ của người đó rồi, đã có cái ví dụ của người kia rồi, rất là rõ. Thành ra mình có muốn trở thành một người như vậy hay không? Đó là vấn đề quán chiếu, đó là vấn đề quán tưởng. Mình có muốn như cái sư cô đó hay không? Một mình cô đơn đi trong cuộc đời, không có tăng thân, rất là hổ thẹn, không muốn trở về được. Sư chú đó cũng vậy, bây giờ đi mất rồi. Bây giờ làm sao nghĩ tới những cái giờ phút huynh đệ hạnh phúc ngày xưa? Thì chỉ úp mặt vào gối mà khóc thôi, đâu có trở về được nữa. Thì mình phải đặt mình vào cái địa vị của cái người đó, để mình thấy rằng khi mà vướng vào sắc dục thì cái đó nó sẽ đưa mình đi về tới đâu. Thì tự nhiên mình sẽ dừng lại. Văn tuệ sở từ giới, mình phải lắng nghe những cái lời giáo giới, những cái lời khuyên bảo trong cái hướng đi của trí tuệ, để mình tự răn mình là mình không muốn làm những cái sư cô đó, mình không muốn làm những cái sư chú đó, mình không muốn đánh mất tăng thân, mình không có đi lẻ loi đơn côi một mình ở ngoài đời nữa. Thống tàm khước từ tư,
phải thực tập chánh tư duy. Tự tư tức là phải tự mình chánh tư duy, phải tự mình quán chiếu suy nghĩ để thấy được những cái niềm đau và những cái sự hổ thẹn mà cái kỳ đã tới. Thống tức là những niềm đau, tàm là những cái nỗi hổ thẹn. Văn rất là xưa, văn rất là cô lập. Bây giờ chúng ta đọc lại năm cái bài kệ để cho nó thấm vào trong người. Vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của bao nhiêu si mê lỗi lầm. Những cái này ngăn không cho mình tiếp tục đi tới trên con đường đào rồng thanh thang. Xin Đức Thế Tôn giáo dưỡng cho chúng con, để chúng con có thể hành trì và lìa xa được mọi lệ lụy gây nên do sắc dục. Khi tâm ý đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục rồi, thì chúng con thường quên mất lời truyền dạy của Đức Thế Tôn. Chúng con đánh mất con đường chánh mà chúng con muốn đi, ngay cả những lúc chúng con đang còn ngủ nghỉ. Và chúng con cũng quên mất luôn thứ tự trước sau của công phu hành trì tu tập của chúng con. Người xuất gia là người đi một mình với cái tâm ban đầu là khám phá cho ra được sự thật, chân đế. Nhưng sau đó một thời gian có thể đi ngược lại với lý tưởng ban đầu của mình một khi đã vướng mắc vào ái dục. Cũng như cỗ xe kia không còn chịu đi trên con đường thẳng mà bắt đầu lăn xuống hố, người xuất gia ấy không còn có khả năng phân biệt được chánh và tà. Ngày xưa vị ấy đã từng được tôn kính vì giá trị đạo đức của mình, nhưng bây giờ vị ấy đã đánh mất cái tốt đẹp đó, mất hết tất cả những hạnh phúc của ngày xưa. Thấy được sự thật này, ta phải quyết tâm tu tập, quyết tâm xa lìa con đường ái dục. Ta hãy nên quán chiếu về cái lợi và cái hại của sắc dục. Phải thấy được một khi đã vướng vào sắc dục thì ta sẽ đi về đâu. Phải lắng nghe những lời dạy của tuệ giác liên hệ tới vấn đề này mà đề cao cảnh giác. Phải thực tập chánh tư duy để thấy được những thống khổ và những hổ thẹn mà sắc dục có thể đem lại cho ta. Thì quý vị nên tham cứu với cái bản tiếng Pali. Chúng ta biết rằng đây là một trong những kinh mà Đức Thế Tôn dạy trong những năm đầu sau khi giác ngộ. Và rất là thuần chất. Và nên nhớ đây là Đức Thế Tôn đang dạy cho Đức Phật tương lai của chúng ta, Đức Di Lặc. Đức Di Lặc là ai? Đức Di Lặc, Đức Phật tương lai là mình đó, các sư cô, sư chú trẻ. Mình phải tiếp nhận trực tiếp từ Đức Thế Tôn những lời dạy này. À, Đức Phật của thế kỷ mình đó, là Đức Phật của thương yêu, không phải là Đức Phật của ái dục. Thương yêu với ái dục hai cái là khác nhau, cho nên trong năm giới mới mình thấy mình đọc rất là rõ. Tình yêu không phải là sắc dục, hai cái đó nó khác nhau. Thứ năm này mình sẽ học tiếp. Các vị cư sĩ đừng có tưởng rằng kinh này là chỉ để cho người xuất gia. Đức Thế Tôn dạy cho quý vị đó.